Thank you.
chuyển nhẹ nhàng các chàng trai và các cô gái Thái, tượng trưng cho niềm tin. Dù trời đất có đổi thay, cuộc sống có gặp khó khăn trở ngại, nhưng tình người thì vẫn luôn sắc son và bền chặt. Điều xòe rộn ràng và sôi nổi khác và các đồng chí và các bạn đang thưởng thức là điều xòe nhung khăn hay còn gọi là tung khăn. Điều xòe thể hiện sự phấn khích hoan hỉ tưng bừng. Người con gái Thái với những chiếc khăn piêu thổ cẩm tròn trên cổ, hai đầu khăn được nâng niu trên tay, thể hiện những niềm vui, chuyện mừng nhất của đám cưới, đám mừng nhà mới hay mừng mùa bội thu. Lịch sử của điều xòe này được ra đời từ sự phát triển của nghề trồng bông dệt vải, góp phần tô điểm thêm sự khéo léo của người con gái Thái. Đón bắt